Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình có việc mình đi ra ngoại thành tí xíu. Thì bây giờ mình đang đứng ở đây là khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Dòng. Nơi đây là khu ngày xưa là thời chiến tranh thì năm 68 rồi. Nói chung là những thời gian chiến tranh là đây là cửa ngõ từ chiến khu Đức Hòa đầu lên đây nè, chiến tranh xưa đây ác liệt lắm nè, giữa hai phe. Nói chung là năm nhất là ác liệt nhất là năm như 68 á. Chết ở đây là rất là nhiều luôn á. Rồi hai bà dị đây ngồi đây là cầu nguyện hay là gì đây, sao mà ngồi chạy ngồi đây không biết. Rồi, chỗ này cũng rộng rộng. Ở trồng hoa trồng bông rồi có nguyên cái hàng hàng trúc hai bên đẹp à. Tóc miễn phí. Chung ngày xưa ở đây là chiến tranh ác liệt lắm, nói chung là cửa ngõ mà. Và học sinh ở vô đây tập thể dục thì cổng này cũng cổng phụ số 1. Cổng này bên này là đường đường bên này là đường gì quên rồi ta, đường Nguyễn Văn Bứa cả nhà. Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Dòng. Nếu mà mình quẹo phải cái ngã ba ngay trước mặt đó cả nhà là mình đi về Long An đó, mình đi qua Đức Hòa. Mà ở đây là chắc cổng chính đây quá. Khu di tích liệt sĩ Ngã Ba Dòng. Đó, mình đi quẹo phải là mình đi về Đức Hòa, đi về Long An, mấy cái huyện còn lại của Long An, về được miền Tây luôn, về Đồng Tháp luôn. Tại qua đó là quốc lộ N2 luôn mà. Nó đi hồi là ra được tới quốc lộ N2 luôn á. Còn bây giờ mình quẹo tay trái, mình đi ngược vô cái hướng vô xa lộ Đại Hàng. Cổng này là cổng phụ số 2. Cổng bên này là cổng phụ số 2. Hai cái hàng trúc hai bên nó làm mát quá ha. Rồi mấy cái quán quán nhậu giờ này chuẩn bị mở cửa. Chủ nhật mà bữa nay là bữa sáng nay là sáng chủ nhật, giờ này là như 9 giờ rồi. 9 giờ sáng ngày chủ nhật nha cả nhà. Cùng mời cả nhà cùng lên xe đi với mình đi ngược vô. Bên đây một cổng là cổng số 3 hả? Cổng phụ số 3. Rộng mà, nó nguyên cái tam giác đó bên đó luôn mà. Vậy à? Đây là đường ngã tư Phan Văn Hớn, Dương Công Khi nghe cả nhà. Thì học sinh mà năm nào không vậy là cứ đưa đi du lịch, là đưa đi đi Âu, đưa kêu là học lịch sử là vô đây đi. Hóc Môn thì thường Hóc Môn quận 12 là học sinh hay chọn cái điểm này là cái điểm đầu tiên mà để đi tham quan hàng năm. Nói chung năm nào cũng vậy mà, điểm đây cái đi vô Đại Nam hay là đi đâu gì đó kết hợp một hai điểm nó gộp lại. Nhưng mà điểm Ngã Ba Dòng, nếu mà Hóc Môn là hay chọn cái Ngã Ba Dòng là đầu tiên là kêu là lịch sử địa phương. Mấy trường Hóc Môn là hay chọn vậy mà, cái một phần của lịch sử địa phương Hóc Môn mà. Hãy
làm là tuyến đường chính, hôm nay tính là vắng á, nay tính là vắng hơn lúc trước á. Nói chung là tình hình chung nó là chung là nó vậy rồi, nhưng mà nó đây như vậy là nó vắng rồi đó. Lúc trước ở đây thôi chứ đường chính mà, đường chính từ Đức Hòa đi đi lên mà. Thì rất là nhiều cửa hàng đó chứ, cửa hàng nó gạo bán gạo à. Bán nhà, cho thuê nhà bán nhà luôn. Ở bên tay phải nữa cũng cho thuê nhà bán nhà. Nói chung là bây giờ mấy cái tuyến đường của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì nó vậy thôi. Giờ tuyến đường nào nó cũng vậy hết. Nói chung là so với mà trước dịch năm 21, trước 21 thì nó bằng chắc 1/10, cao lắm là 2-3/10 gì đó. Đây là ủy ban tưởng đồ chợ chứ, ở chợ này chợ tự phát à, chợ là chợ công nhân nè. Để mình chạy dạo vòng vô đây mình đi ra. À, chợ này chợ công nhân nè cả nhà ơi. Nhưng mà vậy cũng thấy là thấy hơi vắng, nói chung là cũng vậy chứ vắng á. Chợ này chợ tự phát công dân mà, kế bên ủy ban luôn. Trời ơi. Lọt âm thanh hết rồi. Lỗ âm thanh hết trơn cả nhà ơi. Ai cũng chơi một cái lo tự động hết trơn, nói mà nó bất chắc luôn thì thôi chứ thua. Thì đó có mấy đồng chí bán ngay ngã ba luôn á. Đây là ủy ban dân xã Xuân Thế Thượng, bên kia là chợ Xuân Thế Thượng nè, đây là chợ mấy là chợ chính nè, chợ chính Xuân Thế Thượng nè. Chợ mấy là chợ chính Xuân Thế Thượng đó, còn nãy là ấy thôi. Ủa, không đi vô được rồi. À, cái này cái nhà của người ta. Bên này là nhà của người ta ăn ké chợ thôi chứ không phải là chợ. Ở đây mới là chợ nè. Chợ vắng dữ à. Rồi, mấy sạp này đóng cửa trời, khu vùng sao này đóng cửa dẹp tiệm quá trời luôn. Đi chạy vòng ra bên qua bên kia đi qua đi lên lại. Ủa. Nguyên cái dàn sạp mà không có một hai người rồi trời. Làm gì là không có lột đâu. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, mấy cái
phía trong gì chợ Xuân Thế Thượng á cả nhà ơi, phía trong là dẹp dẹp sạp hết trơn luôn. Cái đường vô nó nhỏ quá mà, cái này người ta muốn vô trong mua thì người ta phải gửi xe, mà vô trong nó có trong phía sau đường hẹp tép là làm này tính quy hoạch kiểu này chết rồi. Đúng rồi, cái đường hẻm phía sau nó nhỏ xíu mà sao người ta đi vô mua được. À, đó những cái chợ tự phát đối diện đó, à, ta bán cái đó thoải mái hơn vô chợ. Đã thiết kế gì đâu mà vậy thì làm sao ấy được, phía sau nguyên cái dàn sạp bán thịt bán cá gì dẹp dẹp chín trên 90% luôn mà. À, chở về leo teo vài người mà thôi chứ thua. Đồ gỗ hả? Chuyên bán đồ gỗ. Nhà đại gia mà sao không đẹp? Đại gia đồ gỗ mà. Bởi bây giờ chợ truyền thống, bây giờ mấy cái chợ truyền thống là bây giờ tiêu điều hết luôn cả nhà. Còn cái vỏ bề ngoài thôi. Giờ nhiều chợ thì thôi chứ thảm không cả nhà. Kinh tế thì hồi phục mà 5-6%. Kinh tế hồi phục 5-6%, nhưng mà 5-6% là cái điểm xuất phát của 5-6% là nó nằm ở khúc nào chứ. 5-6% so với năm 21, năm 2 hay là 5-6% giữa năm 20, 5-6% 20 nó lại khác chứ. Từ hôm qua thì có anh kia nói là sao mà thấy ngoài đường thấy cũng đông người mà sao mà ế được. Mình nói thiệt chứ. Mình không có thực tế, bởi nhiều khi mình nói thì mọi người nói là câu like, câu view hay là này kia đâu. Nhưng mà thực tế là nó như vậy. Dạ mà nó như thể thế mà thôi chứ. Cửa hàng buôn bán thì thôi, nói thì thôi chứ vẫn chậm hơn lúc trước nhiều. Mặt bằng đẹp cho thuê à. Nói chung là giờ càng đi vô trong, càng vô sâu thì càng thấy nó cho thuê mặt bằng càng nhiều chứ. Nhiều người nói buổi sáng nhiều khi bán không được, buổi trưa nhiều khi mình đi buổi sáng thì nói buổi sáng chắc bán không được, mình đi buổi chiều thì nói ô buổi chiều thì chắc không bán không được đâu. Nhiều khi buổi tối cái mình đi buổi tối thì bán nữa, cái nói trời buổi tối nó bán không được. Thì cái buổi nào bây giờ Sài Gòn mấy cái tuyến đường thấy người lượng người đi thì đi, người đi công việc thôi chứ còn bây giờ buôn bán thì thôi chứ, mình nói thiệt. Ở Sài Gòn đây cả nhà ơi, Hóc Môn đây nha, khu dân cư lúc trước là khu dân cư nó làm cống không biết rồi đó. Đó, nguyên khu dân cư nó làm đó mà bây giờ để nuôi bò thôi. Trường đối diện trường tiểu học Xuân Thế Thượng à, đất rộng quá rộng luôn. Đó, đây là buôn bán phía ngoài nè, nhiều khi đây là khỏi tốt mặt bằng nè, đâu đóng thuế đóng má đóng trình gì đâu, người ta bán ở đó vậy là thì mấy cái chợ thì giờ chỗ nào tiện thì họ mua thôi. Đã buôn bán không được mà thuế má cao nữa thì thôi chứ. Nó dẹp tiệm hết là đúng rồi. Giống như nãy là nguyên một nửa chợ phía sau đúng không? Chợ Xuân Thế Thượng là một nửa luôn. Một nửa chợ phía sau là giống như chợ là thua rồi đó. Đây.
rồi thì rút lại đó, Phật mà. Dạ hả? Gửi chợ 6.000 chiếc à. Rồi bỏ vậy. Thì họ tiện bây giờ tìm chỗ nào mà tiện mà buôn bán mà không không gửi xe không mua. Mua riết cái thành thói quen luôn. Trời ơi, qua cái sông nữa nó ô nhiễm nó thúi dữ cống. Thúi rình luôn á. Thôi mà thôi. Chịu không nổi luôn mà. Còn phá buổi sáng chủ nhật đóng cửa luôn. Mấy cái phòng này thường là phải giờ này chủ nhật, thứ bảy chủ nhật mấy cái tư nhân người ta hay đi mà sao này đóng cửa luôn đó. Nói chung người ấy rồi rồi buffet BBQ. Giờ này chưa mở cửa, không biết chiều sao không biết. Thì trong này nó có cái công viên mới mở là mà không biết khúc nào không biết qua chưa không biết. À, nhớ đâu trong mấy hẻm đâu đây nè. À, khúc Bách Hóa Xanh này năm cái cửa hàng nha. Rồi sao chứ? Ý là sửa tả nó bắn dữ người ta. Ý là hệ thống sửa tả nó bắn ve luôn á. Thì bỏ vậy. Bách Bách Hóa Xanh là bắn hơn lúc trước là Bách Hóa Xanh cũng ngon lắm mà giờ Bách Hóa Xanh rồi bắt điện máy xanh. Bây giờ cổ phiếu của hệ thống Thế Giới Di Động Bách Hóa Xanh rồi giờ giảm sập sàn luôn, giảm đáy luôn. Giờ ông chủ ông phải đứng ra ông tự ông mua tới mình như 10.000 cổ phiếu nữa mà để tính giật dậy đó, không giật nổi hay không biết. Bên tay trái là ngã ba Trần Văn Mười cả nhà. Bách Hóa Xanh quá trời Bách Hóa Xanh, nãy giờ đi mấy cái gần gần nhau không bởi nhiều khi là ế là đúng rồi. Ở đây nguyên cái tiệm bán bò ở đây gần chợ nữa rồi, thấy đây đông đông rồi không biết. Đây có chợ gì không hả? Hay là chợ Tự Phát, giống như họ Tự Phát tập trung về khúc này nữa. Bên tay trái là chùa Long Giang nè. Đó, giống như vậy nè, tiện như vậy nè cả nhà. Đó. Buôn bán hai bên đường như vậy nè, bắt đầu là bởi vì mấy cái chợ mà ở dưới mấy cái chợ mà đường vô chợ mà nó nhỏ xíu à, nhiều khi phải gửi xe phải nhu cầu nó so với thị trường. Đây là chợ gì đây không biết, hay là chợ Tự Phát không có, hồi nãy không thấy gì đâu. Wow, ông mở cửa ra ghê à, khúc đó vậy chợ tự nguyên cái khúc chợ Tự Phát luôn. Ý là không phải chợ đó, giống như là mấy tập trung là nguyên một khúc chỗ đó luôn. À. Thì đúng rồi. Rồi. À. Đúng rồi, với giờ ít nữa mà. Rồi, xe bây giờ xe VinFast của ông chủ ông Dược ông Vượng đó, giờ ông nhảy vô nữa, xanh SM đó. Đưa vô xe công nghệ nữa.
Tài xế thì bỏ ra 4 triệu là bên xanh hết em cho mượn xe chạy rồi đầu chiết khấu lại thôi, đóng cho bên xanh hết em bao nhiêu tiền đó để nó chiết khấu lại thôi. Ngưng chạy thì trả xe lại rồi sửa chữa lại thì nó trừ lại trong 4 triệu đó, thì trừ nhiêu trừ. Mà bây giờ tình hình nó buôn bán nó như vậy thì thôi, chứ lượng xe thì quá trời luôn. Nhiều tài xế mà chạy cả ngày trời chưa được 100.000 thì thôi chứ. Tại nó nhiều quá, bội thực luôn, giờ kêu là bội thực xe công nghệ luôn. Bội thực xe ôm công nghệ, xe giao hàng công nghệ, xanh FM, Grab, rồi Gojek, rồi Be, Bibe gì đó. Nói chung là cái chỗ nào bán cũng ở đó, chỉ có quán cà phê là thấy đi ngang, cái quán nào quán lớn lớn là thấy đông à. Giờ xe ôm công nghệ rồi chở hàng rồi giao hàng rồi phải lại có là Ahamu, Lalamu, rồi giao hàng tiết kiệm gì nữa tờ lưa hết bởi Homeland nè, quán cà phê Homeland đây bắt quá xanh nữa, bắt quá xanh nãy giờ nguyên tiếng đường nãy giờ đếm cỡ chắc 5-6 cái vậy nha, 7 rồi đó hả, không chắc điện quá xanh nữa chứ. Thì đang nói bách hóa xanh, riêng cái bách hóa xanh không á, hình như cũng 4-5 cái gì đó. Mà nhiều khi nhiều tài xế giờ chạy là nhiều khi rồi cho thuê nhà nguyên căn 1.300 mét vuông luôn, ghê vậy. Đây quay lại coi, để nãy nó mới đi ngang không à, không có thấy rõ, để mình quay chính xác cho cô chú anh chị các bạn cùng xem chứ. Bởi vì khi mình nói ra thì nói là mình điêu. Ôi, ở nhà bự cà bá luôn. Đại gia bỏ chạy 1.300 mét vuông không? Ghê luôn. Không sớm thì muộn, nếu mà tình hình mà nó không khả quan thì nhiều khi chợ truyền thống nó dẹp trong vài năm nữa. Đình Tân Thứ Nhất rồi phải là này, Phan Văn Hớn, như Phan Hớn này đi qua bên này như Nguyễn Thủ vô khu quẹo phải là vô khu Bà Điểm, khu dân cư Bà Điểm, quẹo trái thì đi ra ngoài ngã tư Trung Chánh. Cụ đó làm gì cũng la dữ luôn. Dạ hả? Chắc qua chợ Bà Điểm rồi nữa hả? Rồi đây sẵn ra mình lại tiếp tục mình cập nhật xung quanh cái chợ Bà Điểm cho cô chú anh chị các bạn cùng xem cái nữa. Bữa quay rồi giờ quay nữa. Thank you.
hai chiếc qua lại, qua lại khó luôn, né né hai chiếc này, có một chiếc chạy à. Rồi đây chợ Bà Điểm cả nhà ơi, quê hương 18 Vườn Chầu à, vắng luôn, vắng quá, vắng quá, vắng quá luôn. Tình hình chung chợ là vậy, tình hình chung của các chợ truyền thống là vậy, người bán nhiều hơn người mua không. Mới 9 giờ mấy 10 giờ mà giờ dẹp hàng luôn rồi, nhiều người dẹp hàng luôn. Cao được một quầy, hai quầy à, bán lá chuối luôn, đây bán lá chuối luôn nữa nè, lá chuối thì có lá dòng đúng không, mà lá chuối nhiều hơn. Hai quầy, ba quầy, ba thì được ba quầy chầu cao đó. Nói chung là quê hương có 18 thôn Vườn Chầu được bao quầy chầu cao. Và mấy chợ kia nhiều khi có chợ không có luôn á. Để bây giờ thường là mấy nhà hồi xưa thì mấy bà già xưa thì hay ăn chầu rồi chứ giờ đâu ai ăn nữa đâu. Rất là hiếm luôn á. Nói chung là mua chủ yếu là đám tiệc thôi, đám cưới thôi, nhưng mà giờ mua người ta mua đám cưới mà phải mua như ngày xưa nữa đâu, mua cũng rất là hạn chế. Như khi đặt tại vườn nữa, ấy là nhiều khi người ta đặt luôn ngay cái tiệm mà nó bán chuẩn bị ba cái phụ tùng áo cưới đồ này kia rồi đó, cái là mấy người đó người ta mua trực tiếp tại vườn luôn, nhiều khi ta không ra chợ nữa, đặt một cái đầu mối nào đó đó, người ta không có ra chợ người ta mua. Bởi vì chợ bán ở chợ thì cũng hên xui, bây giờ hồi xưa thì xưa bán ăn đồ nhiều, bây giờ là hên xui mà bán nhà bán đất. Đây là đi thẳng này là mình ở trước mặt rồi là đường gì quên rồi, xa lộ đây hàng tự nhiên nó nói hồi cái quên bà nó luôn. Trước mặt chúng ta đi thẳng tí xíu nữa là mình ra xa lộ đây hàng rồi, cho thuê mặt bằng bự chà bá luôn, này bề ngang 5m 6m gì đó. Xe máy nhập khẩu giờ này bán buôn bán xe máy cũng sắp bất sang bang á. Rồi nướng gà thơm thơm mà đều khói dữ luôn biết không, quá khói, ô nhiễm khói một dùm luôn. Giờ nướng chuẩn bị ăn trưa rồi. Yeah.
qua khúc này buôn bán thấy cũng được được chút xíu mà không biết mà thấy cũng thấy ít có người mua vô mua. Xe thì cộ thì đông đó mà người mua thì ít thôi. Mấy người này như Campuchia á, nói tiếng Cam không à. Ở đây là xa lộ đại hàng quốc lộ 1A nè cả nhà ơi. Ủa đèn xanh rồi mà. Đèn xanh là công an gì đó. Ở đây thế giới di động, điện máy xanh, FPT. Một nồi chỗ này luôn. Xíu à. Ở đây kho đá. Cái này đang theo quốc lộ 1A, ngoài kia là chuyên mấy cái kho đá, mấy cái đá hoa cương, đá mắc bồ, granite mắc bồ. Wow, nhà tranh chấp rồi. Đấy, nhiều khi mà cứ giờ nghe nói tranh chấp quá. Bây giờ giống như tranh chấp của nổi tiếng nhất là Hồng Phượng với Hồng Loan, nhà tranh chấp tài sản của ca sĩ Hoài Linh, của nghệ sĩ Hoài Linh chứ. Đó, nghệ sĩ Vũ Linh lộn, nghệ sĩ Vũ Linh cứ tranh chấp tới nay chưa ngã ngủ nữa. Rồi Sáu Bào, rồi Hồng Phượng tranh chấp tài sản với Hồng Loan. Rồi cho thuê mặt bằng 11m5 dài 32 luôn à. Dài ghê à. Mày ngang cũng bự nữa hả, 11m5. Này từ quốc lộ vô đây là hồi xưa nó là đường Thuận Kiều, mà sau này thì nó đổi tên thành Phan Văn Hớn luôn. Phan Văn Hớn là từ hồi xưa nó bắt lộ từ xa lộ Đại Hàng quốc lộ 1A đổ đi thôi. Cho thuê có gác lửng luôn. Đây, ở trong cái khu này có đại gia mà cho thuê gần 1000 cái nhà trọ. À, một mình nó không sở hữu gần 1000 cái nhà trọ khu này nè. Để ông mua từ ngày xa xưa á. Từ thời mà kêu là Minh Phụng, ép cô Minh Phụng hồi xưa mà. Có thể trái cho thuê nhà nguyên căn luôn hả, hệ thống như tôi. Trong đây có cái đồng diều à. Khu dân cư mà nó bắn quá thì người ta ra thả diều kêu đồng diều luôn á. Cho thuê phòng xả hàng 99k với 299k. Rồi khúc này có bắn vậy cho thuê mặt bằng luôn để mà nó quen luôn. Cỏ mọc um tùm luôn, tới nay vẫn chưa cho thuê được rồi. Chung cư (cười)
này gì đó không biết. Cô bắt, cô mắt là hai mướn, chưa gì là mướn là mấy mặt tiền còn đẹp không nha. Tô bát thơm, cư tô bát thơm. Sao? Ờ, chung cư thôi chứ xuống cấp ghê lắm, giờ mấy chung cư nứt thấm rồi, nứt thấm rồi muốn sửa là sửa cả vấn đề luôn. Rồi vô quẹo tay phải vô khu chung cư. Thì đúng rồi, nhưng mà nhiều người là lại không tháng ít nhất là phải 700-800 nghìn á, tính mét vuông rồi mà chưa kể tiền tiền xe nữa, gửi xe đó. Nói chung tháng trung bình là từ 1 triệu đổ lên, có những chung cư là có những cái là nó tính 2 triệu luôn á, nó tính cái mét vuông mặt bằng. Gửi xe thì bây giờ là nó hay kêu là người mò người xuống rước thì chung cư nó vậy thôi, nhưng mà giờ khi giờ giá rẻ, còn nếu mà muốn mua nhà mà được cái giá đó thì phải xa. Ủa cell phone ở đây à, ủa làm mua mướn ở đây chỗ này làm lớn ghê. Rồi trước mặt chúng ta là Trường Chinh rồi cả nhà ơi. Rồi quẹo trái Trường Chinh là mình đi ra An Sương, còn quẹo phải Trường Chinh là mình đi vô trung tâm Sài Gòn. Rồi thôi, video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye, see you again.